Mùi vị của thôi trình tán, ngươi cũng thử đi. Ngươi không thể làm thế với ta. Cha ta hộ bộ Thị Lan, ông ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hộ bộ Thị Lan Hà Thượng sao? Nghe nói ông ấy cứng nhắc, cương trực, gia phong nghiêm minh. Nếu ông ấy biết con trai duy nhất của mình yêu thích Nam Phong, còn dùng thủ đoạn hèn hạ để ép bức người khác thì sao vậy? Người nói người ái mộ đoàn kinh hồng đó luôn. Trước đây hắn lưu luyến hồng tổ chiêu, có bao nhiêu là cơ hội, người lại chưa từng ra tay. Thế nào, gia giáo không cho phép ngươi ra vào nơi phong nguyệt sao? Tiệc rượu đêm qua, ta không thấy ngươi tham dự, ngươi ở suốt trong phòng sao? Sao bị người khác phát hiện, cho dù ở một tủ lầu kín đáo như thế cũng không thể an tâm được. Không, không phải. Muốn tao mở cửa để mọi người cùng xem bộ dạng xấu xí của con trai hộ bộ Tỳ Lan không? Ta sẽ giết, cha sẽ giết ta đó, hay là ngươi muốn giúp ta một chuyện? Đoàn Kinh Hồng, nó còn không bị đi cứu Hà Thực, hắn thực sự sẽ mất mạng. Hoa thẩm kia của ngươi chính là một sát tinh không hơn không kém. Còn dám bất kính với thẩm công tử, ngươi có tin kẻ bây giờ mất mạng chính là ngươi không? Không dám nữa, không dám nữa. Đêm qua ta đã nói rõ cái chuyện muốn thương lượng. Công tử nhất quyết muốn chơi chút trò chính đạo quay môn, bây giờ như vậy chỉ có thể tự làm tự chịu thôi. Chúng ta đừng thêm phí thời gian nữa, nói chuyện chính đi. Nghe nói lệnh tôn có một gian xưởng binh khí, Tình Lan của ta muốn mua một số quân giới, xin gian tiểu công tử giật dây. Ngươi nói bậy gì đó, tư tạo quân giới chính là đại tội. Nhân gia đời đời kinh doanh, tuyệt đối không xưởng có xưởng tư nhân. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Đúng, xưởng tư nhân mà, đương nhiên sẽ không phơi bày ra ngoài. Nếu ta đã dám mở miệng, chắc chắn thì có nguồn tin đáng tin cậy. Văn tiểu công tử bí mật cho lệnh tôn, không dám tin tưởng ta là chuyện thường tình. Nhưng nếu không muốn hợp tác, văn tiểu công tử sẽ không thể giữ được bí mật của chính mình. Ta còn tưởng văn tiểu công tử chỉ trích thích Nam Phong, hóa ra nam nữ đều chẳng kiêng nghị gì kỹ. Có điều Lan Thị này hình như là thiếp nhất mà tại hầu gia cũng sủng ái nhất, tính tình nóng nảy của tại hầu gia ngươi cũng biết. Nếu hắn biết được tư tình của các người, e rằng đến lệnh tôn cũng không bảo vệ được ngươi. Lần sau ngươi phát hiện được, không thể nào, không thể nào.
Chuyện này không ai biết cả, lẽ nào là Lan thị? Người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng khi nó ta cố ý bắt được nhược điểm của người, giữ làm đường lui, đã cố ý chạm vào xem thử, vậy mà lại phát huy công dụng thật. Đã xử lý xong Hà Thực ở này thế nào rồi? Xử lý rồi. Hà Thực dù gì cũng là con trai của hậu bộ Thị Lan, vậy mà họ Thẩm có dám giết người không mà chớp mắt? Rốt cuộc lai lịch của hắn là gì? Lần này bọn chúng đã có chuẩn bị, hôm nay nếu không đồng ý, đừng nói đến Tạ Hầu gia trả thù. Sợ rằng mình cũng không qua được ải này. Thẩm Lan sắc mặt rơi không tốt lắm, thân thể yếu ớt như vậy. Đêm qua vì ta mà lại có một đêm giấc giả, ngươi nên nghĩ ngơi thật tốt, tìm Hà Thật mà làm gì chứ? Ta giống định tự mình dạy dỗ hắn, ngươi đi thì quá hời cho hắn rồi. Không có hời. Cái đó, coi như ta đồng ý giật dây, cũng nên nói cho ta biết lai lịch của Thẩm công tử và hướng đi của Lô Quân Giới này. Nếu không ta phải giải thích với cha như thế nào đây? Tôi cũng nói rồi, ta tự là dấu quân giới đều là đại tội. Chừng này cơ yếu, trước khi gặp lệnh tôn, Thẩm Lan ta sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Nhưng bọn ta thành tâm cầu mua lượng hàng cần thiết sau này cũng rất lớn. Đây là một dạng lượng ngân phiếu, coi như tiền đặt cọc. Phần còn lại giờ gặp cha con rồi nói tiếp. Yên tâm, giá cả bọn ta đưa ra tuyệt đối có thể làm cho ông ta hài lòng. Vậy sao? Vậy xin hãy chờ tin tốt của tôi. Buổi trưa hôm sau, hôm qua mới đề nghị muốn gặp Giang Nguyên, hôm nay đã sắp xếp được rồi. Giang Trí Ninh thật sự có thể thuyết phục cha hắn nhanh như vậy sao? Ban ngày nhắn giải như vậy không biết có ý dọn dẹp hay là thật sự chỉ làm ăn buổi tối. Giang Chí Ninh tụ tập đàn ông ở lầu Vọng Nguyệt, tầm quan mua vui, giống là để che giấu tai mắt của kẻ khác. Vậy hẳn là không muốn để cho cha hắn biết mới đúng, sao lại hẹn gặp mặt ở nơi này? Hãy cẩn thận, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Dương gia, đêm qua ta suốt đêm suy nghĩ một quyển sách mới. Ngài là độc giả trung thành nhất của ta, hôm nay xin ngài đánh giá. Cái này lúc nãy ngươi nói sách gì?
quyển sách này có khi là viết trên giấy, có khi lại là lấy người bên cạnh làm gốc ở trong thế giới thật mô thiên bố cục. Nhân vật chính lần này chính là Giang Chí Linh. Sách của ta luôn dùng nhân vật thúc đẩy nội dung vở kịch, cho nên về nhân thiết chứ tối qua ta đã nghiên cứu rõ ràng. Việc làm ăn của Giang gia chủ yếu là do Giang Nguyên và con trai trưởng Giang Chí Diễn điều hành. Giang Chí Ninh không có quyền lên tiếng. Trước đó không lâu có một nhạc nhân đàn tỳ bà thuận miệng khen đại ca hắn một câu, hắn liền bẻ gãy hai tay của người ta. Người này tâm ngoan thủ lạc, ngươi nên cẩn thận. Nếu đã trở thành nhân vật trong sách của ta, vậy đây ta đây là người chấp bút chính là Giang tiểu công tử, khách của ngài đã đến rồi. Thiên đạo của hắn. Quyển sách của ta bắt đầu rồi. Giang tiểu công tử, để ngươi đã lâu rồi. Sao không thấy Giang lão? Đoàn Kinh Hồng. Các ngươi giống đột nhiên xuất hiện, khó bảo đảm sẽ không gây bất lợi cho phụ thân. Huống hồ còn muốn dùng lang thị uy hiếp ta. Ta cũng chỉ đành diệt khẩu thôi. Lão. Đoàn Kinh Hồng. Các ngươi giống đột nhiên xuất hiện, khó bảo đảm sẽ không gây bất lợi cho phụ thân. Huống hồ gì còn muốn dùng lăng thị uy hiếp ta. Ta cũng chỉ đành diệt khẩu thôi. Có nhầm lẫn không? Đơn giản thô bạo như vậy sao? Cho dù là Hồng Môn Yên, tốt xấu cũng khách sáo mấy câu, rồi dùng rượu thịt đánh ngất chúng ta. Giang Chí Ninh này còn không theo lối mòn hơn. Sau đó thì sao? Hắn định nhốt chúng ta ở đây. Thẩm Thẩm, Thẩm Thính Lan có rắn nha. To như vậy một miếng đã có thể nuốt chửng chúng ta rồi. Nhân chứ nên là muốn quỷ thi diệt tích ác, ác quá rồi. Hành động trong nước bất tiện, ta chỉ mang dao găm, giết nó thì hơi khó. Có điều mạnh hồi mau, dẫn hộ vệ chờ bên ngoài tủ lâu. Nếu trong ba nén nhang ta còn chưa phát tín hiệu, bọn họ sẽ xông vào. Không được rồi, không được rồi. Ta không còn sức nữa, cho dù một nén nhang ta cũng không kiên trì được. Ngươi làm cái gì? Đừng sợ, ta đã ngươi kiên trì thêm đất nữa. Được không? Nhưng ngươi còn bị thương như vậy, ngươi sẽ bị ăn mất.
Hơn nữa tư thế này dán chặt quá rồi, ta sợ dân chí nên bẫy chúng ta, đặc biệt mang theo chút thuốc để đề phòng lúc cần dùng. Bên trong hình như có đuổi trùng. Nhưng ta không nhích tay được. Ngươi tìm đi, ở trong ngực của ta là một lọ nhỏ miệng tròn. Thất lễ rồi. Giả khách sáo cái gì, sờ còn ít sao? Đúng chính là chỗ eo sao, có lọ thuốc nhỏ. Ngươi đang sờ đâu đó? À, ta rất nhớ ngươi. Tất cả đều này, ta không muốn kết thúc. Không thở nổi nữa. Đây là dự báo. Còn là ở tầng tư thất. Không đúng, ít nhất chứng tỏ bọn mình sẽ không chết ở đây. Còn chưa tìm thấy sao? Tìm thấy rồi. Xông ra. Có hiệu quả. Hắt chúng lên y phục. Chúng nó cảm thời sẽ không tới gần. Cánh tay hết sức lực rồi, vẫn đang trượt xuống. Thẩm Thính Lan đỡ mình như vậy đã rất mệt rồi, tiếp tục thế này sẽ làm liên lụy hả? Sao trên chân hình như có chất lỏng ấm nóng, còn thở dốc như vậy? Không phải chứ, lúc nào cũng có thể. Thẩm Thính Lan, đừng sợ, ta đỡ ngươi, kiên trì thêm lát nữa được không? Cô ta không tồn tại hả? Sến lâu như vậy, đợi lát nữa ăn cả hai ngươi chôn thân ở đây rồi. Nhưng hy sinh một người cho nó ăn trước thì có thể để cho người còn lại thời gian được cứu viện. Ngươi đi thấy lực ngươi tốt, còn có thể đấu một trận với nó. Ta là Dương gia, ngươi đi. Mạng ta toi rồi, thật không nên trêu chọc Giang tiểu công tử. Cho bọn họ bị thủy mãn nuốt vào bụng, xương cốt cũng không còn, thì phiền phức đều được giải quyết rồi. Đoàn Kinh Hồng và họ Thẩm. Bọn họ còn sống, sao thoát ra được? Hà Thực cũng ở đó. Nói rằng bọn họ vừa kết thù, sao lại là dáng vẻ cười nói vui vẻ? Ngồi ở đối diện lại là đại ca. Bọn họ quen biết từ khi nào? Không còn cách sáo với Đoàn Kinh Hồng như vậy. Thế nào, họ Thẩm kia thật sự là tới nhập hàng. Muốn bàn chuyện làm ăn với đại ca rồi. Lần này thật sự làm phiền hai vị chạy một chuyến. Đâu có đâu, đâu có. Nói như vậy thì khách sáo rồi.
Thẩm Tinh Lan. Cái thương ở bụng Thẩm Tinh Lan rách ra rồi, một mình hắn không có đối phó được với Thủy Hoàng. Chỉ có mình có thể cứu hắn. Ta đâm được nó rồi. Cẩn thận, chưa trúng chỗ hiểm. Đưa dao găm cho ta, đưa lên vách đá. Người bị thương nói cái gì thế? Đưa lên trên. Cho dù không giết được Thủy Mạng, ít nhất mình cũng có thể tranh thủ chút thời gian cho Thẩm Thính Lan chạy thoát. Mau ra đây, ôi rắn to vậy. Cũng may ta lường trước được chuyến này, hơn nữa là Hồng Mẫu Nguyễn nó chuẩn bị đầy đủ. Đêm qua đã nhờ người tìm người thiết kế của Vọng Nguyệt Lâu. Bản đồ cấu tạo hắn cung cấp hiển thị đấy, lâu còn giấu mật thất rất sâu, nhưng trong đó có một giác tường vô cùng yếu và đường lui người thiết kế để lại. Ta nghĩ cho dù Giang Chí Ninh nhốt ta ở đó cũng cần để nhóm đại du ở bên ngoài đánh đổ chết là được. Mà Thẩm Thính Lan cũng nắm được điểm yếu của Hà Thực, quy hiếp hắn làm việc cho chúng ta. Nghe nói Giang gia có ý lấy lòng hộ bộ Thủy Lan, ngươi là con trai hộ bộ Thủy Lan, ngươi đến bữa tiệc mời đại ca của Giang Chí Ninh, hắn chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó ngươi dẫn ta và đoàn Kinh Hồng đi theo. Như vậy đã thúc đẩy thành cảnh Giang Chí Ninh nhìn thấy lúc này. Hôm nay nói rất vui, chúng ta và Giang đại công tử đúng là vừa gặp được đã quen. Khách sáo khách sáo, lần sau lại hẹn, lần sau lại hẹn. Hà công tử, tại sao các ngươi lại tụ tập với nhau? Hai người kia rõ ràng bị ta, ngươi còn dám nói? Quả nhiên Giang Chí Ninh tới tìm Hà Thực rồi. Hà Thực biết nói thế nào không sẽ không hỏng chuyện chứ. Yên tâm, ta đã dạy hắn tỉ mỉ rồi. Tiếp theo phải xem Hà Thực mời con ba Giang Chí Ninh này vào trong hũ của chúng ta thiết kế thế nào rồi. Đại ca, ngươi nghe nói Thẩm công tử muốn mua lượng lớn quân giới từ lâu, đang sầu làm sao làm quen với hắn. Ngươi thì hay, để cơ hội cứu mạng vào tay hắn. Quả nhiên là đại ca cứu bọn họ, nhưng sao lại đại ca lại biết? Giang Chí Diễn tin tức tinh thông, nhưng động tác nhỏ kia của ngươi, hắn cũng có thể không biết. Hắn còn biết ta và đoàn Kinh Hồng từng là bạn học, đặc biệt mời ta đi cùng, tiện lấy được sự tín nhiệm của bọn họ.
Người hạ dược đoạt kinh hồng, bọn họ còn có thể tin ngươi. Ta đều cho rằng ngươi bị họ thầm. Đồ ngu. Người làm ăn đặt chữ lợi trên hàng đầu, chỉ cần có thể lấy được lợi ích đã còn so đo với những thứ đó. Còn ngươi thì sao? Làm ăn đưa đến cửa hàng cũng làm hỏng, chẳng trách chỗ nào cũng không tranh lại đại ca ngươi. Thật không dám giấu, ta vốn bị phụ thân lạnh nhạt, cái vụ làm ăn này lại bị đại ca cướp, hoàn toàn hoàn cảnh của ta càng khó hơn rồi. Hà công tử, nể tình bình thường, chạy đôn chạy đáo vì ngươi. Có thể giúp đỡ đại thống công tử hồi tâm chuyển ý hợp tác lại với ta không? Nếu như chuyện này thành công, ta nhất định hậu tạ. Nếu các ngươi đều gặp được Giang Chí Diễn rồi, thì tại sao không trực tiếp bàn chuyện làm ăn với hắn? Giang Chí Diễn kinh thương nhiều năm, tinh tranh thận trọng, nó thật sự làm với hắn, sợ rằng bối cảnh của các ngươi đã bị điều tra triệt để từ lâu rồi. Đúng vậy, cho nên bọn ta chỉ nói chút chuyện với Giang Chí Diễn. Nói gì thì không quan trọng, để Giang Chí Ninh thấy bọn ta nói với đại ca thì đã đạt được mục đích rồi. Phô trương thanh thế, lấy giả loạn thật, đắc sắc nha. Đoàn nhị, thằng này. Tên Giang Chí Ninh kia thật sự tới tìm ngươi rồi, còn tự chuẩn bị đạo cụ. Khẩu vị rất nặng nha. Đoàn nhị công tử, lúc trước là ta không hiểu chuyện, ta tới thỉnh tội đây. Chỉ cần ngài có thể nguôi giận, cứ việc đánh ta tàn nhẫn đi.